Kính thưa quý vị các bạn, Ra Mi Band 2 không phải là một cái sản phẩm mới ra mà nó đã được công bố vào tháng 6 năm 2016. Mi Band 2 đã tạo nên một cơn sốt dành cho những người yêu thích những cái sản phẩm dòng đeo tay thông minh smartwatch. Và đây là trên tay mình là chiếc Mi Band 2 và chúng ta sẽ cùng mở chiếc hộp này ra. Nhìn vỏ hộp của Xiaomi thì đều là bằng một cái chất liệu như là bằng giấy mà có thể tái chế được. Phần dưới sẽ là một số thông tin. Cái Mi Band này có thể hỗ trợ cho những chiếc máy sử dụng Android từ 4.4 trở lên và iOS từ 7.0 trở lên. Mình không thấy ở đây nó có hỗ trợ Windows Phone. Và bây giờ thì mình sẽ mở chiếc hộp này ra để xem chiếc Mi Band 2 bên trong như thế nào. Thật ra là mình cũng đang tính mua một cái chiếc Mi Band này. Ở đây thì chúng ta vừa mở ra thì mình đã thấy được cái chiếc Mi Band 2. Thì ở đây nó đã được kích hoạt lên, chỉ cần bấm vào nó sẽ thể hiện thị giờ. Và mình sẽ mở nó ra. Mi Band được cất trong một cái phần phía trên, được giữ khá là chắc chắn trong vỏ hộp. Chúng ta không có lo là chuyện rằng nó bị trầy xước hay là bị sốc khi mà mua một cái sản phẩm mới như vậy. Phần dưới sẽ là một cái vòng đeo tay của Mi Band 2. Vòng đeo tay này được làm nhỏ gọn hơn, những cái nút cài ở đây nó cũng nhỏ hơn một tí so với chiếc Mi Band 1. Kèm theo đó thì nó cũng có cảm giác liền mạch và mượt mà hơn nhiều so với những cái thiết bị trước đây mà thế hệ trước Xiaomi đã được ra mắt. Và phía trong còn những gì thì chúng ta sẽ còn sách hướng dẫn bằng tiếng Tàu. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái phần sạc, đó là một cái chui sạc với đầu là USB. Thì bây giờ mình sẽ lấy nó ra. Và ở đây thì chúng ta muốn sạc thì chúng ta sẽ giữ như thế này và nhét nó vô. Sau đó cắm cái đầu sạc vào một cái adapter sạc thì chúng ta có thể thực hiện được cái việc sạc nó. Và nó qua một bên, chúng ta sẽ nhét thẳng nó trực tiếp vào cái sợi dây này để xem nó như thế nào. Và bây giờ thì mình đã nhét xong hoàn toàn cái Mi Band vào cái sợi vòng dây. Chúng ta có thể thấy rằng cái việc ở đây nó sẽ không còn những cái cảm giác gò như những thiết bị trước đây. Phần dưới sẽ là cảm biến để có thể đo nhịp tim cũng như là đo giấc ngủ của mình. Nó có thể đo được cái việc giấc ngủ mình là nông hay là sâu. Trên những cái hệ điều hành như iOS hoặc là Android mình đã đề cập tới từ lúc trước là ở đây nó sẽ có cho phép mình là tải những ứng dụng như là Mi Fit trên cái thiết bị này. Chúng ta có thể thấy rằng khi mà kết nối Bluetooth vào cái Mi Band thì chúng ta sẽ có thể đo được nhịp tim, đo được giấc ngủ. Mi Band này còn có khả năng là đồng bộ hóa những cái dữ liệu sức khỏe của mình vào cái những cái thiết bị như là sức khỏe như là trên Health của iOS. Ngoài ra thì nó còn đồng bộ hóa luôn trên cả Google Health hay là S Health của Samsung thì nó đều đồng bộ hóa được. Vòng đeo tay này thực sự là nó cải tiến về thiết kế rất là nhiều. Những cái sự tỉ mỉ và tinh tế mà được Xiaomi đưa vào cái dòng đeo tay Mi Band 2 thì là phải nói là rất tuyệt. Cái cảm giác đeo tay nó không còn cứng và nó rất là mịn màng khi sử dụng. Có thể thông báo cuộc gọi trên cái Mi Band này. Tuy nhiên thì mình đã từng thử dùng với lại cái chiếc iOS thì nó sẽ bị cái tình trạng là nó chỉ nhận cuộc gọi, tin nhắn, Facebook và WeChat mà thôi. Nó không có cài được cái phần mềm bên thứ ba như là Zalo, Viber, Line như là trên Android. Với Android á, thì nó có cả thông báo cả Zalo nè, Viber nè, rồi Line rất là tiện năng, trong khi iOS thì không có những cái tính năng đó. Và thì bây giờ thì mình đã kích hoạt cái Mi Band trên cái thiết bị iOS của mình. Thì lần đầu mình đã nói rằng với chiếc Mi Band thì chúng ta sẽ cài thêm một ứng dụng là Mi Fit. Ở đây thì chúng ta sẽ có thông báo cả cuộc gọi nè, rồi thông báo cả cái việc thông báo cả báo thức, rồi thêm một số app ở ngoài. Tuy nhiên thì app ở đây mình có thể thấy rằng nó chỉ tập trung ở một số app như là Mi Talk, WeChat, Facebook, Twitter, Snapchat, WhatsApp. Mà nó không có những cái phần mềm bên thứ ba như là Zalo, mặc dù mình đang sử dụng trên đây. Nhưng mà nếu các bạn nào sử dụng Android á, thì mình đã thử rồi, thì nó có khả năng tích hợp luôn cả cái Zalo, Line trực tiếp trên đây luôn. Tuy nhiên thì iOS nó không có cho cập nhật nhiều như vậy. Và ở phần dưới thì chắc các bạn cũng đã thể nhìn ra cái chữ cuối cùng của mình, đó là cái ứng dụng Health. Với cái ứng dụng Health này thì chúng ta có thể tích hợp những cái thông tin đồng bộ hóa trên đó như là calor, rồi đo nhịp tim, stress để có thể kiểm tra sức khỏe của mình khá là tốt. Và bây giờ thì mình sẽ thực hiện thử một cái cuộc gọi qua đây xem coi tình trạng nó như thế nào. Ai gọi qua mình phát đấy. Đây thì thực hiện nó đã có thông báo cuộc gọi tới. Thì cái Mi Band của mình nó sẽ rung lên là để thông báo cái cuộc gọi luôn. Ngoài ra nó còn có thông báo cả tin nhắn luôn và cái ứng dụng Facebook. Tuy nhiên thì nó thông báo cái nó rung thôi chứ nó không có gì hết, rung rất mạnh. Rung rất là mạnh. Các bạn muốn biết thêm thông tin về sản phẩm, các bạn có thể truy cập website web.vn hoặc liên hệ số điện thoại cho khách hàng 1900 2006. Còn bây giờ thì
Xin chào và hẹn gặp lại.